Người đàn ông này rất tuyệt vời, để con trai tỏa sáng ở trường mẫu giáo. Anh ấy thực sự đã chế tạo một chiếc xe tăng bằng chính đôi tay của mình, không chỉ leo đồi xuyên quốc gia mà còn có thể đi bộ trên mặt đất bằng phẳng, nó còn có tầm nhìn 360 độ không góc chết, đẹp trai đến nỗi không có bạn bè. Vì lý do này mà bố đã không ngần ngại phá bỏ chiếc mô tô đã gắn bó với cậu bé hơn mười mấy năm, tháo trục sau của xe cùng với các bánh xe, chỉ để lại những bộ phận có thể sử dụng được. Một người bạn cũ khác của gia đình cũng không thể tin được, không chỉ động cơ bị loại bỏ, lốp và ống xả đều được tháo ra. Sau một số lần sửa chữa, nó lại trở thành một bộ phận xe tăng hoàn toàn mới.